Kính chào các bạn. Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ cơ bản để thiết lập zone, quản lý zone trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Đây là công trình lần trước chúng ta đã tạo ra. Như các bạn biết rằng, zone được định nghĩa trong Ecotech là những cái hình khối được bao bọc bởi các đối tượng như là mái, trần, sàn, cửa đi, cửa sổ. Và bên trong chứa đầy không khí. Đấy. Và các bạn có thể quản lý các đối tượng zone bằng cách vào zone management. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có 3 zone. Một là outside, tức là không gian bên ngoài. Đây là đối tượng zone mặc định của phần mềm Ecotech. Tiếp theo là phòng học, chính là cái khối hộp này. Và thứ ba là mái, chính là cái mái của chúng ta. Đầu tiên để quản lý, các bạn thấy rằng cái bộ công cụ quản lý zone nó khá giống với AutoCAD. Công cụ đầu tiên các bạn thấy đúng chính là color, tức là màu sắc. Các bạn có thể thay đổi màu sắc cho zone. Ở đây mình sẽ bật chế độ Visualize Setting thành chế độ Zone Color. Sau đấy mình sẽ quay lại Zone Management. Ở đây các bạn thấy chúng ta có thể kích vào đây và thay đổi vật màu sắc cho cái zone của chúng ta. Ví dụ như màu phòng học chúng ta sẽ cho nó màu trắng. Và mái chúng ta có thể cho nó là màu hồng nhẹ thế này. Đấy. Tiếp theo, các bạn thấy chúng ta có cái biểu tượng hình bóng đen, tức là biểu tượng ẩn hiện cái zone của chúng ta. Ví dụ như ở đây mình có thể kích vào đây. Đấy, các bạn có thể thấy ngay lập tức chúng ta đã ẩn cái đối tượng mái đi và có thể bật lại bằng cách kích vào sâu. Biểu tượng tiếp theo các bạn sẽ thấy đó là chế độ on off hình mặt trời. On off này nó sẽ tắt bật toàn bộ cái đối tượng zone. Nó sẽ đi kèm với việc chúng ta sẽ không cho đối tượng zone tham gia vào quá trình phân tích năng lượng nữa. Ở đây thì mình sẽ off cái máy này đi. Đấy, các bạn sẽ thấy nó sẽ ẩn đi. Và kết hợp nó sẽ không còn có tác động gì đến với các giá trị phân tích của chúng ta. Biểu tượng hình chữ T này có nghĩa là thermal, tức là tính chất về nhiệt. Khi các bạn chọn chế độ T thì các zone nào nó có chọn chế độ đấy thì nó sẽ tham gia vào quá trình phân tích của chúng ta. Nếu các bạn kích bỏ chọn có cái dấu tròn gạch ngang như thế này thì cái đối tượng đấy nó sẽ không còn tác động gì đến kết quả phân tích của chúng ta nữa. Và cuối cùng là cái biểu tượng hình khóa, là chức năng khóa của đối tượng zone của chúng ta. Khi các bạn đã chắc chắn về thiết lập của một đối tượng nào, các bạn có thể kích vào khóa và khi đấy các bạn sẽ không thể tác động gì vào cái đối tượng zone này nữa. Và cuối cùng các bạn có thể thay đổi tên cho đối tượng zone bằng cách kích đúp vào đây. Và các bạn có thể đổi tên cho nó thành mái nhà chẳng hạn. Đấy. Và các bạn cũng có thể kích chuột phải, chọn Rename Zone. Đấy. Thay đổi. Đấy là những cái thiết lập cơ bản mục Zone Management, quản lý zone trong phần mềm Ecotech. Nó sẽ có những cái thiết lập chuyên sâu hơn về mặt năng lượng để các bạn có thể phân tích nó một cách chính xác. Thì cái này mình sẽ giới thiệu trong các clip hướng dẫn về mặt phân tích tính toán. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.